Ông ơi, ông đang làm gì đấy? Ông làm mấy cái nhặt mấy kém này bán hả? À, gắn gắn vô cái cây này hả? Ờ, con hình như mấy ngày nay con hầu như ngày nào con cũng thấy ông ngủ ở đây á. Là quê ông ở đâu? Ngủ dọc đường á. Ngủ dọc đường hả? Đặt này đây. Có nghĩa là ông không có nhà, không có người thân à? Không, có người thân thì có người thân hả? Nhưng mà có sao mà. Không sao không về nhà? Nhà cửa anh chị của anh chị. À, nhà cửa là của anh chị, giống anh chị lấy ở rồi nhưng mình không có chỗ ở hả? Ừ, ngủ được, anh nằm đó ngủ. Là ông hay nằm ở các bờ bụi đây ông ngủ đúng không? Có nghĩa là vỉa hè này, rồi bắt đầu các cái bụi cây này đúng không? Là ông gặp chỗ nào ông ngủ chỗ đó đúng không? Mệt người đi. Thì ông đi vậy đồ ăn đồ uống ông lấy đâu? Cô bác, các anh chị hay ai đó, người ta ghé người cho. À, có nghĩa là mọi người đi, mọi người nhìn thấy là mọi người thương là mới cho đúng không? Cho tiền, rồi có khi cho cơm. À, người cho tiền này, rồi người cho cơm này. Bao lâu rồi ông chưa tắm? Lâu rồi anh. Lâu lắm rồi đúng không? Dạ, con thấy ông đi ngang qua đây thường xuyên. Nên mấy lần con ghé con tìm ông không thấy, con xem có giúp ông được cái gì không? Rồi ông mang cái túi kia là cái gì đấy không? Cái túi này người ta cũng cho đó. À, người ta cho mà trong đấy ông đựng cái gì á? Đựng mì hay bánh hay là... À, cho con xem tí được không? Được anh. À, đây là có cái bánh này. Rồi ly cà phê này. À, trong này ông để quần áo này, nước này, xôi này. Chứ đâu có gì đâu. Dạ. Lâu. Có nghĩa là ông đi ông ngủ ăn bò ngủ bụi này là bao lâu rồi? Ông nhớ không? Cái chuyện đó có biết đâu chừng đâu. Không nhớ, có nghĩa là ông không ông nhớ. Đâu nhớ mà đâu không nói được. Ừ. Ông đi bao lâu rồi ông không nhớ hả? Nhà cửa chưa có lâu lắm mà. À, không có nhà cửa, rồi vợ con cũng không có luôn. Nếu như ông biết nhà ông ở đâu là con đưa ông về được, con đưa ông về nhà. Không phải, đây chưa có nhà. Nhưng mà về nhà anh em được không? Không, về nhà nào anh. À, ý là có ông muốn là ví dụ có nhà là ông ở riêng đúng không? Chứ không có ở chung với ai đúng không? Có căn nhà nào bỏ hoang cho, để xin căn nhà đó. Có căn nhà hoang cho xin một căn hả? À?